Đấy, đây, xin chào cả nhà. Nay lại một ngày mới nữa, mình ở biển rồi cả nhà ơi. Về muốn lưới vừa rồi. Rồi, giờ này anh em chuẩn bị ăn uống đang ngồi đang cá lưới cả nhà ơi. Trà không anh? Sáng hôm nào hôm nay lạnh. Mặc áo mưa, áo gió thì lạnh. Có áo ba lỗ rồi. Mười á. Có ba lỗ rồi. Rồi chỉ quẹt mình rồi đó. Đây là áo ít ta rồi. Quẹt rồi. Lấy một quẹt rảnh xuống giùm luôn chú ơi. Nó khỏi đó. Ô, đông đằng phao lẫn chặt đường đi lên rồi. Sóng lắc quá. Sáng nấu mì rồi ăn điểm tâm. Sáng ăn rồi cũng làm việc. Sáng sóng ngàn lắc quá cả nhà. Ngoài biển phải sóng gió phải lắc rồi. Này mấy ông anh chưa quấn lưới được. Thôi vậy vừa quấn đâu, thôi vậy nãy giờ la nhau thằng lồi đó. Nhưng mà anh đang đánh ra nó. Cái bẫy là ghê nào. Nghe cào. Cào nhiều lắm cả nhà. Vừa hừng sáng luôn. Mặt trời chưa hé lên cả nhà. Có tô mực với tôm, trà, mời cả nhà ly trà. Sáng lạnh mặc cái bộ đồ mưa bích chịch trên. Rét mà không lạnh, không bão mưa sao? Lạnh thấy rồi. Rồi, mời cả nhà ăn mì. Mì điểm tâm sáng cả nhà. Ăn hồi nãy có lưới. Anh em sáng ăn đang có sức đang làm cả nhà ơi. Ăn rồi chút nữa cái mới. Cái này mặt trời cũng vừa hé lên luôn cả nhà ơi. Sáng ăn uống chút vậy đi làm. Này chắc có nắng rồi, qua nắng gì đâu. Đây một trời anh. Qua tối ngày không thấy mặt trời.
anh em giá này ra cán lưới cả nhà ơi. Có gì không đây? Tới cờ mở ra bạn cơm nướng rồi.
kéo tay chết mấy ông bạn đó rồi. Sâu nè kéo tay thả luôn.
đây không? Nó nằm trên kéo trước đây. Lấy được nhiêu cá đây rồi vô bọc cả nhà ơi. Ba cờ. Chắc cũng được 100 ký rồi ạ. Chút rồi kéo tiếp cả nhà. Chào cả nhà, cái gì anh ba ơi? Chào cả nhà. Hẹn cả nhà vào tiếp sau.